5 việc cần làm sau sẽ giúp cho các bạn vượt qua cái cơn bốc hỏa tại nhà. Chào bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái chủ đề mà có lẽ là rất là nhiều các chị em phụ nữ quan tâm. Đó là làm cách nào để chúng ta có thể là vượt qua những cái cơn bốc hỏa khi mà nó diễn ra. Cơn bốc hỏa nó là một trong những cái triệu chứng rất là phổ biến đối với chị em phụ nữ khi mà chúng ta bước sang cái giai đoạn mà tiền mãn kinh hay là mãn kinh. Cái cảm giác của nó rất là khó chịu, mặc dù là có thể nó sẽ diễn ra trong vòng tầm khoảng cỡ 1 cho đến 2 phút. Tuy nhiên thì khi mà bắt đầu cơn bốc hỏa diễn ra thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nửa người trên chúng ta có cảm giác nó nóng bừng lên. Toàn bộ nửa người nó bừng lên, da mặt có thể là đỏ này, cổ này, ngực bắt đầu nó sẽ đỏ lên. Và sau đó thì ngoài cái việc đấy nó sẽ diễn ra là mồ hôi bắt đầu nó sẽ vã ra. Nhiều trường hợp khi mà chúng ta đang ngủ giữa đêm ấy thì cơn bốc hỏa nó diễn ra nó cũng làm cho chúng ta sẽ trở nên chúng ta bị mất ngủ. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là đối với ở trên tay chúng ta, nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là ngứa ran ở toàn bộ ở cái phần ngón tay của chúng ta. Cộng với đấy nữa là gì? Nhịp tim có thể nó sẽ tăng lên, nó giống như là chúng ta cảm giác hồi hộp đánh trống ngực ấy. Thì đấy là một số những cái mà triệu chứng hay là những dấu hiệu mà của cái cơn bốc hỏa. Và chính những cái triệu chứng như dấu hiệu này ấy, nó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các chị em phụ nữ. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Ngay cả cái việc mà chúng ta vào ban ngày này, cả những cái trường hợp vào ban đêm ấy, thì chúng ta cũng sẽ là rất là khó chịu và làm chúng ta bị mất ngủ nữa. Thế thì có những cái cách nào để có thể là loại bỏ được những cái cơn bốc hỏa đấy? Thì trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ liệt kê chúng ta 5 cách để chúng ta có thể là loại bỏ được cơn bốc hỏa đấy. Cái cách đầu tiên là gì? Đó là chúng ta sẽ phải biết được là những cái nguyên nhân, cái yếu tố nào nó làm tăng lên cái triệu chứng của cái cơn bốc hỏa. Cái việc mà cái cơn bốc hỏa nó là do cái estrogen nó bị suy giảm đột ngột khi mà chúng ta chuyển sang cái giai đoạn mà tiền mãn kinh hay là mãn kinh. Và thường là có đến 75% các chị em phụ nữ nó diễn ra có những cái tình trạng như thế. Tuy nhiên thì ngoài ra chúng ta sẽ có một số những cái yếu tố nó làm tăng lên của cái triệu chứng hay tình trạng của cơn bốc hỏa đấy. Và người ta thống kê là có một số những cái thực phẩm, chẳng hạn như là những cái đồ ăn cay nóng này, cà phê này, rượu này, thuốc lá này. Thì đấy chính là những cái yếu tố nó làm tăng cái tình trạng của cơn bốc hỏa lên. Và bởi vì thế mà chúng ta nên tránh tất cả những cái thực phẩm đấy ra thì nó sẽ làm giảm được cái triệu chứng của cơn bốc hỏa. Và nó sẽ có là rất là nhiều người chúng ta ở đây, chúng ta nhiều khi chúng ta không biết được cái gì nó làm cho chúng ta làm tăng cái cơn bốc hỏa lên. Nên ở đây có một cách rất là đơn giản nhỉ, là chúng ta sẽ có một cái quyển sách, cái quyển vở chúng ta ghi là cái nhật ký của những cái cơn bốc hỏa chúng ta. Và khi mà chúng ta biết được là gì, tại thời điểm này khi mà chúng ta có cơn bốc hỏa nó diễn ra ấy, thì ngay trước đấy ấy, thì chúng ta có ăn uống những cái gì hay không, chúng ta có những cái cơn ví dụ như chúng ta có bực tức hay không, hay là chúng ta có những cái điều gì nó xảy ra trước cái cơn mà chúng ta bốc hỏa. Và chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta ghi được những cái nhật ký đấy ấy, chúng ta sẽ biết được là gì, những cái thực phẩm nào hay những cái điều gì nó làm cho cái cơn bốc hỏa nó sẽ diễn ra. Thế thì đấy chính là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ là cần phải làm, tránh những cái yếu tố nguy cơ, và chúng ta có một quyển nhật ký riêng cho mình để chúng ta biết được cái gì nó làm cho cái cơn bốc hỏa chúng ta sẽ diễn ra. Cái điều thứ hai nữa là gì? Đó là chúng ta sẽ là dự phòng, tránh cái việc mà cái cơn bốc hỏa nó làm cho cái cơ thể chúng ta nó cảm giác như nó nóng bừng lên, đúng không nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ là ví dụ như trong phòng làm việc của chúng ta hay là trong phòng ngủ chúng ta nên để cái nhiệt độ nó sẽ thấp hơn so với bình thường một chút. Bình thường chúng ta có thể là chúng ta bật quạt ở cái nhiệt độ nó phe phẩy, hoặc là chúng ta sẽ hạ nhiệt độ. Bình thường chúng ta có thể là chúng ta dùng một cái nhiệt độ chẳng hạn như là tầm khoảng cỡ 27-28 độ chẳng hạn. Thế thì khi mà chúng ta trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh ấy, thì mọi người có thể là để cái nhiệt độ nó sẽ thấp hơn một chút, và chúng ta sẽ đắp một cái chăn mỏng để khi mà cơn bốc hỏa ấy, thì chúng ta cởi cái chăn đấy ra, hoặc chính cái nhiệt độ trong phòng đấy nó cũng sẽ làm giảm cái tình trạng cái cơn bốc hỏa của chúng ta. Thế thì đấy chính là cái điều thứ hai mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm. Cái điều thứ ba nữa chúng ta là chỉ, đó là khi mà cái cơn bốc hỏa nó sẽ diễn ra thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ là uống một cái ngụm nước mát. Ở đây chúng ta có thể là chúng ta uống nước lạnh, nước mát, nước đá ấy. Hoặc là ngay lúc đấy chúng ta có thể chúng ta cởi bớt áo ra, thì nó cũng sẽ làm giảm được cái cơn bốc hỏa của chúng ta. Thì đấy chính là cái mà chúng ta xử lý ngay lập tức lúc đấy được. Thì đấy chính là cái điều thứ ba mà chúng ta có thể là chúng ta làm ngay khi mà cái cơn bốc hỏa nó sẽ diễn ra. Cái điều thứ tư mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm ở đây là gì? Đó là chúng ta sẽ lúc nãy mình có nói về cái việc mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do cái estrogen nó bị suy giảm một cách rất là đột ngột. Và cái việc mà estrogen nó suy giảm đột ngột như thế nó dẫn đến những cái tình trạng là cái triệu chứng mà chúng ta sẽ xuất hiện chính là cái cơn bốc hỏa đấy. Thế thì ở đây cái thứ tư mà chúng ta cần là gì? Đó là chúng ta có thể là chúng ta sẽ bổ sung cái estrogen vào trong cơ thể của chúng ta, hay còn gọi là liệu pháp hormone. Liệu pháp hormone tức là gì? Là chúng ta sẽ bổ sung cái hormone vào trong cơ thể, chính là cái estrogen.
Thì khi mà estrogen nó được bổ sung đầy đủ rồi thì những cái triệu chứng cơn bốc hỏa nó sẽ là giảm đi. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số những cái lưu ý về cái liệu pháp hormone này như thế này. Đó là người ta sẽ thấy là khi mà bổ sung vào ấy, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư vú. Bởi vì thế mà sẽ có một số những cái chỉ định, chẳng hạn như là những người mà có tiền sử ung thư vú trước đấy thì người ta sẽ không dùng cái liệu pháp như thế này. Cái thứ hai nữa là gì? Cái liệu pháp này thì không được phép dùng lâu dài, tức là người ta thấy là dùng quá 5 năm thì nó cũng sẽ tăng cái nguy cơ. Và đối với những người mà tuổi cao ấy thì cũng không nên dùng cái liệu pháp như thế này. Nên là đối với cái phương pháp này ấy, thì chúng ta cần phải có sự tư vấn rất là kỹ từ một bác sĩ trước khi mà chúng ta dùng cái liệu pháp hormone như thế này. Thế thì đấy chính là cái phương pháp thứ tư. Cái thứ năm của chúng ta đó là gì? Đó là để mà hạn chế được cái nguy cơ của cái liệu pháp hormone ấy, thì người ta thấy là sẽ có một số những cái thực phẩm, những cái sản phẩm mà nó có tác dụng tương tự như cái estrogen và từ thực vật người ta gọi là phytoestrogen. Thế thì đối với khi mà chúng ta thấy là người ta dùng cái phytoestrogen ấy thì nó cũng sẽ làm giảm được những cái triệu chứng của cái cơn bốc hỏa, mặc dù là cái mức độ hiệu quả nó sẽ là không bằng so với cái estrogen của cái liệu pháp hormone được. Nhưng mà nó sẽ là an toàn hơn, bởi vì khi mà chúng ta dùng từ những cái dạng từ thực vật ấy thì nó sẽ làm giảm được cái cơn bốc hỏa. Tuy nhiên thì nó sẽ là không làm tăng cái nguy cơ ung thư giống như là đối với cái liệu pháp hormone. Và một số những cái thực vật mà nó có tác dụng tương tự như cái estrogen chính là phytoestrogen, như là chúng ta sẽ có là sâm tố nữ này, hay chúng ta sẽ có là mầm đậu nành này, hay là từ cái black cohort này, thì đấy chính là những cái thực phẩm mà chúng ta sẽ bổ sung vào từ cái việc mà chúng ta ăn uống, hoặc là một số những thực phẩm chức năng mọi người cũng có thể là chúng ta sẽ bổ sung những cái thực phẩm mà nó có thành phần từ như là sâm tố nữ, mầm đậu nành hay là cái black cohort, thì nó cũng sẽ là giúp cho chúng ta giảm được cái triệu chứng của cơn bốc hỏa. Thì đấy chính là năm cách mà chúng ta có thể là chúng ta làm tại nhà. Đây mọi người có thể là chúng ta sẽ làm tại nhà được. Tuy nhiên thì cách thứ tư thì chúng ta sẽ cần có sự kê đơn của bác sĩ trước khi mà chúng ta uống. Bác sĩ Ngọc sẽ là nhắc lại chúng ta một chút để mà chúng ta sẽ là áp dụng khi mà chúng ta có những cơn bốc hỏa. Đầu tiên là gì? Đó là tránh những cái tác nhân nó làm tăng cái mức độ nặng hơn của cơn bốc hỏa. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ có là những cái đồ ăn cay nóng này, rượu này, thuốc lá này, thì những cái đấy chúng ta sẽ tránh ra và nên có cái quyển nhật ký chúng ta sẽ ghi lại. Cái thứ hai là gì? Đó là chúng ta nên bật quạt hoặc là hạ nhiệt độ phòng của chúng ta khi mà chúng ta ngủ, thì nó sẽ làm giảm cái mức độ của cái cơn bốc hỏa nếu như mà nó sẽ diễn ra. Cái thứ ba đó là khi mà cái cơn bốc hỏa nó sẽ diễn ra rồi ấy, thì mọi người có thể là uống một cái cốc nước mát, nước lạnh, cởi áo bớt ra, thì nó cũng sẽ làm giảm được cái triệu chứng của cơn bốc hỏa. Cái thứ tư là chúng ta sẽ dùng cái liệu pháp hormone. Và cái thứ năm đó là chúng ta dùng những cái phương pháp mà thay thế của cái hormone, chính là từ những cái thực vật mà có tác dụng tương tự như cái estrogen, như là trong cái sâm tố nữ, mầm đậu nành hay là cái black cohort. Thì đấy chính là một những cái điều mà chúng ta có thể chúng ta sẽ áp dụng để loại bỏ được cái cơn bốc hỏa của mình. Hy vọng là sau khi xem cái video này thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm áp dụng những cái điều đấy để có thể là cải thiện được những cái vấn đề khó chịu mà những chị em phụ nữ chúng ta trải qua khi mà chúng ta bước sang cái giai đoạn mà tiền mãn kinh hay là mãn kinh. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.